tối nay tụi mình sẽ làm sushi cuốn. Thầy mình mới đi học lái xe về, thì tụi mình chỉ làm sushi cuốn tôm đơn giản thôi. Cái này là mình đã chuẩn bị trước khi mình đi học lái xe rồi. Học xe lái xe 2 tiếng các bạn. Bây giờ mình về rồi thì mình chỉ việc cuốn thôi. Cơm thì mình cũng đã nấu trước rồi. Mình có cái này để cuốn sushi. Lúc mà mình qua đây á, thì chồng mình mua rồi. Đây là cái rong biển mà hôm trước mình mua được ở cái shop bán đồ gia vị của người Thái á các bạn. Thì ở đây á, mình không có chợ Việt Nam hay là không có quán châu Á. Mình chỉ kiếm được một cái shop này á, nó bán mấy cái đồ mà gia vị nè của Trung Quốc, Thái Lan. Việt Nam thì ít lắm, nhưng mà giống như đồ mấy cái miến nè, rồi hành tỏi cũng có. Miến khô á, hành tỏi, rồi mấy cái gạo nếp, mấy cái bột đó. Thì hôm nào mà mình tới cái shop đó thì mình sẽ quay lại cho các bạn coi. Nó khá là nhỏ á, mình cũng không có tìm được nhiều thứ, đặc biệt là không có tìm được hạt nêm nha. Bột ngọt thì có tìm thấy nhưng mà không có tìm thấy hạt nêm. Thì mình mua được một cái gói này. Cái này là hôm nay thì mình chỉ làm sushi tôm. Mình chiên trứng sẵn rồi, tôm thì luộc lột bỏ ra thôi. Cái này thì mình có luộc sơ qua nước, chần qua nước á, nhưng mà mình có bỏ một ít muối với lại là dầu ăn á. Còn cái này là cơm mình đã nấu từ hồi sáng rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn sushi bằng cái này. Giờ mình bắt đầu cuốn sushi nè. Nhưng mà cái cơm mà mình mua hình như là mình cơm ở đây thì nó rời đó các bạn, nó không có được dẻo giống như cơm của mình ở nhà. Xong rồi mình mua một ít chảo nếp á, xong rồi mình trộn với lại bữa nào ăn cũng trộn gạo nếp cho nó dẻo dẻo á, tại mình thích ăn cơm dẻo lắm. Còn cơm ở đây nấu lên nó cứ rời rạc, cảm thấy không có được ngon. Cuộn được vừa đủ 4 cuộn sushi này các bạn. Giờ thì mình sẽ cắt sushi ra để giấu đi hai cái phần xấu ở bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ đi làm bò xào bông cải với lại đậu bắp. Anh nghĩ là phải phi tỏi nó sẽ thơm hơn với bò ấy, nhưng mà mình lười quá nên mình cắt hành thôi. Cái bò này mình cũng có ướp tỏi lúc trước rồi á, nên là nó cũng có tỏi ở đây, chỉ là không có chi thơm tỏi lên thôi. Thế mình xào sơ bò rồi mình sẽ xào rau. Lúc nãy bò cũng ướt cũng nhiều quá, cho nên là bây giờ rau thì chị xào sơ sơ lên cho nó gần chín rồi sẽ đổ bò vô thôi. Rất là nhanh luôn á. Giờ sẽ đổ bò vô. Rau mà chín quá nó không có được xanh á. Thế là xong rồi các bạn. Tối nay hai đứa là chỉ ăn vậy thôi. Tụi mình sẽ ăn cơm cuộn sushi tôm và thịt bò xào với đậu bắp và rau bông cải xanh. Đây là sushi mình cuốn nhân tôm, còn dư hai con tôm xếp ở đây cho đẹp. Loại bò. Còn này, cái này là mình chấm marinade với lại tương ớt. Giờ tụi mình sẽ ăn tối thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.